Thomas, Homus, Alamas, Donna, Coco, Clumber, Conta, Donna, Yoconta, Rogan, Homus, Coco, Clumber, Yoconta, Homus, Zoconta, Jurogan, Homus, Zoconta, Homus, Alamas. Vâng, chúng ta cùng đến với trận thi đấu tiếp theo. Bên mình có Kata rồi. Bên họ thì hai Summer, một Pho và một à như vậy hai Pho. Bên mình thì có Ia, có Mark, có Baby và Kata. Ở trông chờ Mark C rồi, chúng ta cùng chờ xem Mark C là một quái ổi. Vâng, trông chờ Mark C và ông Mark C ông nằm tít ở trong kia ở kia. Hơi căng. Bên kia hai Sam và hai Pho. Bên này thì Baby đến từ game thủ Tiểu Bạch Long. Phi thường là người cầm Kata. Vâng, được hai ông chém ở phía trong, còn hai ông cung ở phía ngoài. Gandhi là người cầm Max C ở vị trí tụt hẳn phía trong này. Giá như IA ở trong này thì là đẹp hơn. Và cuối cùng là Tom là người cầm IA. Có lẽ chúng ta nên xem màn hình máy của game thủ Tom. Tom cầm IA ở trong trận thi đấu thứ hai này. Tỷ số là 1-0 dành cho các game thủ đến từ Thái Bình. Vâng, trận thi đấu thứ hai, màn hình máy của game thủ Tôm, một bài mà Tôm vâng có hiêu đầu 6 con nhưng hơi xa và lại còn dắt vào rừng. Vâng, con hiêu là rất khó chịu, các bạn có thể thấy là vâng một bầy hiêu mắc binh 7 con nhưng hai con là hơi khó chịu và một con đã chết rồi, hơi đáng tiếc. 6 dân ăn gỗ, Tôm vẫn chỉnh dân là khá chuẩn, nhưng có điều đây là một chiếc BN hơi muộn. Không hẳn là hơi muộn nhưng đây là một chiếc BN mà vâng không thực sự là quá đẹp cho việc cả ăn gỗ và cả ăn hiêu. Nhưng dẫu sao thì cũng có quả phủ ở bài này rồi. Ở bài Tôm cân được đôi thì bài này có khả năng giành chiến thắng. Còn nếu không thì là tương đối khó khăn khi bên kia có tới tận 2 Pho và 2 Sam. Bạn đang khỏe thôi. Bạn đang bình luận khỏe thôi, mới trận thi đấu đầu tiên, không khỏe không được. Không khỏe mất lương. 21/24 tham lai ông này. Zoconta, Oklahoma. Zoconta, Zoconta. Và ngày hôm nay có cả Thánh Bi đang ngồi đây rồi. Đang bàn chiến thuật. Vâng, kéo nông dân lên ăn một bầy hiêu ở phía trên. Chúng ta cùng xem bầy hiêu 4 à? Hay mấy đây? No. Đúng 4 con. Đen. 8.5 mới có thể kích được bài này. Rồi, như vậy là BB bắt đầu thiết kế. Thực cũng đang dồn lên là khá nhanh. Như vậy là Hoàng Mai Nhi là người lên đời rất sớm đời 1. Homus.
Vâng, bây giờ thì cắt nông dân ra và ăn bãi vàng. Chúng ta hãy cùng xem các nhà khác xem tình hình như nào. Tôm thì vẫn thế thôi. Bây giờ thì Gunny. Như vậy là Gunny là bài dâng. Dâng nhưng chưa vượt qua nhà của đối thủ Tiểu Bạch Long. 15% lên đời 3. Như vậy là trong bài này là bài mà không ai quá giàu. Vô thường tham lai 27/32. Cũng đến như vậy thôi. Trận đấu này là một trận đấu hơi căng. Và cuối cùng là Tiểu Bạch Long. Vâng, bắt buộc phải đánh cung ở bài đầu cánh như này thôi. Rồi, chúng ta cùng tiếp tục quay lại với Tôm. Bài Tôm 26/28, bây giờ thì đáp ruộng. Gặp nhà của những thủ Hoàng Mai Nhi. Chúng ta cùng chờ xem Hoàng Mai Nhi là người cầm cái gì. Bên kia có 200 và 2 phô. Để tôi xem lại xem Hoàng Mai Nhi là người cầm phô. Như vậy là lạc đà của game thủ Tiểu Bạch Long, xin lỗi bạn, là của game thủ Hoàng Mai Nhi đã tới rồi. Tôm thì chưa có bánh xe, khá căng. Một bài là hơi khó dành cho các game thủ đến từ Thái Bình. Khi mà quân cán đang gặp vấn đề là khá nghiêm trọng. Đó là chưa để đến việc cách sắp xếp nữa. Khá nghiêm trọng. Gặp game thủ của He. Vâng, He cũng là người cầm Summer. Papadakis. Vâng, một bài Summer lơ lửng ở bản đồ. Chúng ta hãy cùng chờ xem cái bài Summer này, cái He là cái gì đây. Chưa thấy chém của He chạy. Bánh xe chưa có hay sao mà. Yamato Tôm thì vẫn đang bắt đều 2L. Nhưng cái tầm này là tầm hơi khó, đảo qua các nhà còn lại xem tình hình thế nào. Tôm Rui tham lai 26, Gunny tham lai 31. Ô, ngon này. Vâng, chiêng đồng 3 đàng hoàng. Cũng ăn một áo, liệu chơi chết được ngay tập này hay không? Vâng, để lên 2 áo thì đồng nghĩa với lại việc ngoẳng thôi. Nhưng một áo thì là chơi được. Đóng cả VA là cái gì đây? Thôi, 2 áo mất rồi. Tham lai. Và Gunny, xin lỗi bạn là Tiểu Bạch Long, quyết định đi sai rồi. Khó bài này. Đang 2 phô và 2 xăm. Cực kỳ khó phía bên này khi mà quân cán sắp xếp một cách gọi là binh binh. Đang theo binh nói thì đúng là binh binh thật. Và tỷ số là 1-1. Chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với trận thi đấu tiếp theo. Trận thi đấu bản lề trong trận đấu đầu tiên. Thằng